Anh tên gì? Anh Tèo. Anh Tèo hả? Ừ. Anh Tèo nhà ở đâu? Nói nhà Túc Cái Vàng. Nghe nói anh đi Campuchia về hả anh Tèo? À, Campuchia về. Anh đi chở được bao lâu? Nói anh Tèo à, ba mấy năm rồi. Chở anh làm ăn trên đi. Chở ăn trên á, già bán cà phê. Bán cà phê. Bán cà phê với cốt. Vậy là cô Út cũng về chung với mình thì vậy luôn ha. Ừ. Chở anh làm quán cà phê có làm gì thêm không? Không, đi ăn rồi chở mấy lần á. Hồi nhỏ anh chở lớn lên cái gì để làm hồi lọ hồi trước đẻ á. Làm bơi á, chắc bơi á. Nghe nói chở anh có luyện bên gì đó có không? Luyện như nản rồi chở hả? Rồi. Có luyện không luyện. Mà sao đâu kể nghe anh nãy nó tên gì? Sang. Anh Tèo hả? Kể nghe anh Tèo, sao kể nghe coi. Đi ăn mình tu hành Phật đi. Tu hành Phật ha. Rồi luyện thiên lý nhãn. Để mình chờ ăn cuốn sách này để cho nứt đẻ đó. Nứt đẻ còn đất thuốc còn đứa bà chủ nữa. Luyện thôi cái gì đó. Rồi luyện tới đâu rồi? Thành công rồi. Thành công luôn hả? Tôi mặc rồi mới luyện á. Thành mặc rồi luyện. Thành mặc rồi mới luyện nha. Rồi nãy giờ anh nói là anh đứng đây để làm gì? Để giỡn người ta, giỡn người ta. Giỡn người ta ha. Rồi đó anh luyện, anh là luyện bao lâu? Để đó hả? Lâu lắm mà. Rồi giờ thành công rồi ha. Thành công rồi, nó nhiệt điện á. Rồi giờ anh về đây là cho anh bảo về đây anh sống dưới đây luôn hay là còn sống đây luôn à? Về đây luôn ha. Sáng ăn gì rồi? Ăn cơm rồi, ăn mì. Ăn cơm rồi ăn mì luôn hả? Ăn mì. Mì ha. Ăn mì rồi chưa về ăn cơm. Rồi cái mình luyện cái đó mình có cần gì không? Không cần rồi, nó nhãn thép mà. Gì hả? Thép có gì vậy? Thằng cứu chắc là định coi mất nẻ. Có thể sử dụng vài chiêu thử anh Tèo. Có gì đó, cái đó là cách nào đâu anh Tèo? Không thấy phép. Không có thấy phép hả? Anh Tèo có thể làm vài đường thử cho thấy được không anh Tèo? Thấy được. Tay chân á mình làm sao mình luyện sao? Tay chân răng mình giỡn người ta. Giỡn người ta vậy đó ha. Nãy anh nói là nhìn sao anh nói rõ hơn lại sao nãy nghe không kỹ. Là luyện như thế nào nó rõ hơn xíu rồi. Dạ, luyện cặp mắt hàng lắm, hàng cho phép gì. Luyện cặp mắt cho có phép ha. Rồi còn gì nữa không? Không. Vậy là gọi ha. Có là cô chắc này á. Hả? Cô chắc. Cú trái đất hả? Thưa bà núi qua. Ở đó. Ở trái trời á. Lá không được hết á. Lá hết rồi á. Nghĩa là mình làm nó để mình cứu vớt nha. Tôi chắc là cứu người ta. Phải là cứu người ta, chữa bệnh người ta mà. Chữa bệnh cho người ta ha. Là lên trên Campuchia là học thầy nào tên gì anh Tèo? Bơi là bơi. Không, ý mình luyện đó mình có học ai không? Có học ai không? Tôi tập luyện. Tự tập luyện ha. Tập luyện. Có ai hướng dẫn không hay tự? Không ai dẫn nha. Cái đó học thời gian khoảng bao lâu anh Tèo? Lâu rồi. Mấy năm rồi. Mấy năm rồi hả? Mấy năm hả? Rồi ra giờ này nắng anh đi ra không mặc đồ tay dài đồ vô đứng đó mát ha. Thường thường mình đi ra đây mình đứng gì mình với dẫn người dân qua lại á là bao lâu hay là đáng tiếu tí xíu rồi thôi ha. Tèo năm nay nhiêu tuổi anh Tèo? 32 tuổi. 32 hả? Có cái mạng rồi. Chào cả nhà, hôm nay mình đang có mặt ở tại chỗ nhà của anh Tèo, người là xưng là Ngọc Hoàng, luyện thiên lý nhãn anh Tèo. Thiên lý nhãn, nhìn lên trời và biết trước mọi sự việc. Bây giờ mình sẽ phỏng vấn và hỏi anh Tèo cái mọi chuyện như thế nào ha. Võ như mình múa võ hả? Tưởng đó anh có cái thế quyền nào hả? Múa cho chắc rồi chứ bị lão hả? Vậy hả? Tưởng đó anh có học võ anh múa vài quyền cho tụi em coi.
Không có hả? À, rồi thí dụ như anh học bên Thiên Lý Nhãn, anh cái tay chân có múa không? Không. Chỉ là cặp mắt nhìn thôi hả? Ví dụ như có đâu đâu thử làm thử vài cái là tay chứ mình phép hay sao? À, bốn hả? Vậy hả? À. Chỉ bốn vậy thôi hả? À, đúng rồi. Rồi tay kia cũng vậy luôn. À, anh có thể đón chiều nay mưa không Tèo? Mưa không hả? Ừ. Đang mưa thì có người mình thuốc nào mình nói cho hả? Nói ông Dương này cái mưa nhiều mấy thước mới tắt. Nói cho hả? Nói cho hả? Mà chiều nay có mưa không? Mưa tối rồi nữa. Tối rồi. Hả? À. À. Nói mưa đó có gì được? Mưa thì có là rõ vậy không? Ông thôi. Coi thì mở tránh hả? À. À, nói làm. Tức là chuẩn bị mưa là có ở trên trời là đều có người điều hành hết hả? À, có nhà cái cây là lạnh. Rồi mình thúc ra chặt khá rồi mình gói trên dĩa cho ăn rồi. Nó là mưa là gì vậy á. Tới năm 2000 là anh về cái nhà đây. Rồi mới cái nhà xong cho nó dĩa này học hành cái này. Thì có gì cái khổ bình thường vậy? Mà cái quen thời gian sau là bị bỏ này nở với nội đúng không à? Còn vợ chồng anh thì đi chạy lại nó gì với này nở với nội cái này thì đâu cũng mất bao cũng năm sau vậy đó. Nó rồi cái mẹ nó nhớ mới biết định cho nó chơi trả cho nó chơi thì cái gì là trên Campuchia thì nó có dầm tháng giêng á, tình trạng thì như cổ ông lên bà xuống á. Cái đầu mẹ thấy dắt anh coi đi coi chơi là dầm tháng giêng nha. Thấy rõ không anh? Rồi đi coi về cái đầu tự nhiên cái đầu nó hôn. Nó nói mẹ nó chứ không phải nói với anh, nói với mẹ nó bệnh cái mặt nó ngại. Nó mẹ ơi con thấy bộ đồ lông bào của thích quá. Là bộ đồ của mấy ông lưu cổ của ông này kia bằng bộ đồ của hấp bội đi. Đâu bội đó. Đó cái bắt đầu mẹ nó hôn. Khủng quá. Cái đầu nó đi coi về rồi cái đầu nó đòi với mẹ nó nghe thì nó ngay châm chia tôi mặn tới khi tối mới về. Sáng đi sớm tối mới về. Đó. Rồi cái ngày đó đâu cũng năm mấy ngày sau rồi cái mẹ nó hô anh qua là lúc đó nó cũng đâu cũng gần 20 giờ đó. Cái đầu vợ nó hô anh ơi sao mà đào giờ nó sao mình nó không có đội áo lông bào mua đồ tay không dài bằng mua đồ thun buông tay không dài bằng nó đòi nó bào không à đó vậy đó mà ngày nào cũng đội chứ không phải nó bắt đầu không có mở cái nó đòi rồi mình nghe cũng la nó vậy cái quay ngang cái đầu nó đi mua đĩa của Linh á, nó bội á. Nó bội nha. Đang có mà nhìn áo ông bào rồi đó ha. Đúng rồi. Nó coi rồi thì ra cái tay nó múa y vô Linh, nó múa y như ta cái diễn hồi qua sao nó múa vậy đó. Nó là cái đó mình thấy kỳ rồi. Mới là nó rồi mới có dắt lên thầy Campuchia, là con ở sớm ở đó thì chỉ gì đó. Ông thầy này ông cũng người ông gì đó dựa mình cũng không biết. Mình đâu biết rồi cũng dắt lại cho coi vậy. Ông gây lại thì cũng quả nước vô, ông cũng lên sát lên đồi vậy là quả nước đồ vô vậy đó, quả nước vô cái ly á, cái bông dạy cho nó uống. Mà đi tiếp 3 ngày vậy thì nó im. À, im đâu khoảng 10 bữa sau nó làm lại nữa. Nó lại ổng vậy nó im. Đó. Cái quen lúc đó là dọn vậy này, cho nó vậy này lại. Nó vậy này thì với này hỏi nội thì nội nó đi tới luôn, nó đi tới luôn, nó dòm chờ rồi, nó ông này ông kia từ đó tới giờ làm gì hoài. À, đại mới về ở đây tao cũng chỉ thôi chắc mày con mà bị bù miên rồi bị đạp cả miên cái gì rồi nó mình cũng đi vô chung bảy núi trong cái Campuchia đó coi ta coi rồi thì cũng vậy á cầu quen nga cái rồi chắc mấy bạn biết bà thầy ở với dạch sỏi gì bà thầy mẹ sắc con âm gì đó ở những cái bài dạch sỏi á cũng nghe từ tiếng nữa từ lại á ở gần đâu gần tháng cho anh từ lại nó nghe cấp đó là tôi không có đi mà đường mẹ nó dắt nó xuống đi xe đò xuống dắt xuống dưới đi vô nhà rồi á nó vô nhà chút xíu là qua bỏ cái đầu nó chạy nguyên cái thành phố Vĩnh Giá mà nó chạy bộ không à chạy bộ đi về lại chạy về đây lại hả mà nó đâu biết đường đâu mà nó dám đi vô đường thành phố Vĩnh Giá nó chạy về cái đường cái chạy tắt về cái đường tắm ngàn nó dám gì chạy gì bộ vậy đó.